Tôi xin chào mọi người nha. Mình đã quay trở lại đây. Thôi giờ đi lên Sài Gòn đi được qua đồng. Sài Gòn đang mưa mà. Anh em ngày nay sống ra sao? Yêu người thế nào rồi? Đi Bình Tân ở ngay nhà gần nhà. Dạo này công việc bận quá bận, không thể nào đi quay được. Tại anh em biết sao không? Tại kênh mình giờ còn ít người xem quá. Nên chả có tiền đổ tiền xăng đi quay đi lóc đâu. Để về nhà chơi hôm qua nay chả có cái cuộc tình nào mà nghiệt ngã bằng đi quay vlog mà không bấm máy quay đạn thiệt. Thì tới nhà mới bật ra ui chết chà rồi. Con đường này đi lên Long Bình có anh em nào đoạn từ Bình Tân lên Long Bình hay không? Vào like và subscribe kênh mình để mình làm nhiều clip về Bình Tân của Long Bình hơn nha. Đường thì năm nào cũng đóng thuế hết, bắt dân đóng thuế hết, mà tiền nó sẽ đi về đâu khi mà đường còn như thế này? Chưa không có đi nữa, đi hư được.
tiếp tục bắt dân đóng với làm đường. Đây ở đoạn đường Bình Tân Long Bình và Công Tây Tiền Giang nha. Đó, các bạn nào không biết đó, đoạn Bình Tân nào mà là quận Bình Tân ở quê. Đây sắp tới đường Long Bình rồi. Các đà đảo một giờ từ Long Bình nó rộng lắm, nhưng thật sự chạy cũng hết thôi. Giờ Long Bình khu vực gần chợ gần cầu nó ha, cho các bạn nào mà đi xa nhớ nhà gì đó thì đỡ nhớ hơn xíu. Đây có phòng khám đa khoa nè, trường tiểu học nè, trường học cơ sở, trường học phổ thông, đầy đủ hết. Chợ nè, xác mơ nè, chợ Long Bình. Đây là trung tâm y tế, phường, ngân hàng, rồi tất cả các tầng đặt ở đây hết. Không, đây cầu Long Bình thấy cầu khá cao nha, đạp xe đạp đi là không nổi đâu nha. Dẫn bộ như mấy em nhỏ nè, dẫn bộ thôi, đập éo ở hơi chào con gái nữa thì thôi rồi nè, xem không có động lực thôi. Thì con chở con gái đều lên chiếc cầu thoải mái luôn. Đây có yến xào mười thiếp nổi tiếng đây nha. Cái cầu này thì cao thì bằng cái nhà, các bạn thấy bằng cái nhà. Còn đảo một vòng nha, đảo một vòng cho các bạn coi nha. Xi nhan vô, đúng rồi, xi nhan vô. Đường này trời mưa thì nó ngập, nó ngập tới háng luôn, phải thật. Đây chui với gầm cầu, điểm thu thuế bảo hiểm xã hội. Ghe tàu cơm đặt rồi. Đây yến xào mười thiếp, yến tự nhiên dạo lắm, mười thiếp là dạo lắm, nổi tiếng rồi. Mấy nhà xung quanh đây ở chắc vui lắm ha, ngày nào cũng nghe tiếng máy phát á, máy phát để gọi yến về đây. Khánh đường Hòa Bình được nông thôn vậy thôi chứ được ok. Chơi hai cái trụ bự lên cho xe lớn vô đây được, xe máy mà cứ thế nào nó được, xe lớn vô ở đây có bốn xe nhỏ nhỏ này cũng đi đường này lên Vĩnh Hụ này nọ đâu, nó làm mình chạy lên chảnh ta, chạy lên chảnh thì sao quá. Đi đường đó thì cũng được đó các bạn, đi ra quốc lộ 50 chờ gạo. Lên cho kịp trời mưa ở Sài Gòn ha. Tình tỉnh Sài Gòn nó ngập thì thôi rồi. Đây là trường trung học phổ thông Long Bình. Nhìn khá cổ kính, mới xây có mấy năm nay thôi mà nó cổ rồi. Ghê thiệt. Thôi quanh lại thôi, đi đường kia, đi đường Hòa Đồng ra, đi đường Vĩnh Bình, Vĩnh Hụ ra xa lắm. Bữa nào đi, bữa nào có dịp thì để mình chạy lên chảnh á, chạy lên chảnh. Anh em nhớ đăng ký kênh mình, subscribe kênh nha, để nói chung là không sinh thì sang cổ gì hết trơn á, họ thì có làm tiếp.
đi mà không có về, mình sợ mình ra học trung học phổ thông chưa định. Hôm nay có Minh Cổ Hà Đi Vu